Đáng tiếc là cái bản crack này nó chỉ giúp chúng ta chơi được offline thôi. Còn nếu các bạn muốn chơi với cả bạn bè, còn nếu các bạn muốn chơi với cả bạn bè các thứ thì các bạn bắt buộc phải mua một cái bản online trị giá đó là 188.000 đúng không nào? Đây các bạn thấy 188.000. Thì nếu các bạn có nhóm bạn thì chơi, còn các bạn muốn trải nghiệm qua, trải nghiệm thử game thôi thì các bạn có thể download cái bản crack của mình ở đây. Đây mình sẽ vào phần setting. Setting thì không, gần như không có gì nổi bật cả. Ồ, cái phần nút nó cũng nhiều phết nhỉ. Ở đây chúng ta chỉ cần chú ý tới cái phần control thôi. Chứ graphic thì game rất là nhẹ, cho nên các bạn có thể thoải mái setting sao cũng được. Thế nào, chỉ có control thôi, không có tiếng Việt nhỉ. Không có tiếng Việt rồi, chỉ có tiếng Anh thôi. Và một vài ngôn ngữ khác các bạn có thể lựa chọn: Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga. Thì sau khi vào game thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ vào phần new game đúng không nào. Ở đây thì chọn phần đó là easy đúng không nào. Friend file, có thể bắn đồng đội được rồi. Đặt tên nhân vật này. Great Quốc. Đây là một game có thể nói rất nổi thời điểm hiện tại nhé các bạn. Thể loại sinh tồn. Công việc chúng ta bây giờ đó là làm sao để kéo nó về. Ơ, cá mập. Ây. Làm sao để kéo về nhỉ? ZXCEFG. Đỡ phát. À, giữ cho trái để kéo về. Ra là như vậy. Tại mình xem trên mạng thấy bọn họ cứ ném ném cái này xong họ kéo được về, mình không kéo được. Chúng ta sẽ thu thập càng nhiều nguyên liệu càng tốt. Đó. Cứ như vậy. Bắt được con cá nào không? Không bắt được rồi. Yeah, cái thùng to đùng này các bạn ơi. Cái gì á? Làm gì không? Ây, chờ rồi. À, quăng cái này khó nhỉ. Chúc. À, có cái gì á? Ây, gần trúng rồi. Nhặt bằng tay cũng được các bạn ạ. May quá, đến gần được cái thùng này. Thế mà chưa được, hay vậy. Chưa thua phát. Chưa nữa kìa. Chưa thua phát. Đừng nhớ. Đây. May quá. Còn cái thùng trắng nữa. Ây, không tới rồi. Cái gì đây? Cái này cái gì vậy? Rồi, mình cũng được một đống đấy. Làm gì về mấy cái này rồi nhỉ? Spring trap. Left seek. Swim down. Action 1, action 2, intellect. E, L, T, Q, gain info. Inventory. Ê, sao lại vứt? Thâm à? Y. Chúng ta sẽ chế một cái gì đó nhỉ? Chế buồm à? Thiếu 20 cái lá và scrap. Scrap là cái gì vậy? Some old part from something. Ở trong đó nhặt thật nhiều. Chắc là cái này này.
Trượt kìa. Đặt thật nhiều, đặt càng nhiều càng tốt. À cái gì này? Để tay nhặt luôn cho nó khỏe à? Chưa nữa kìa, đi qua của em. Cái nhặt là đơn giản nhất nhỉ. Trúng. Yeah, hai cái luôn. Cái thùng to, cái thùng to được rất nhiều đồ. Cái gì vậy? Có mặt chất chè từ cái bơi xung quanh mình nhỉ? Ôi, ôi. À, làm gì giờ, làm gì giờ? Mình phải chế cái gì đó để đối phó với cá mập nhỉ? Mà chế cái gì giờ? Mà cắn tung mất cái thuyền của mình rồi. Một góc thuyền rồi, bác. Wow, kia là cái gì ấy? Chế cái gì bây giờ nhỉ? Thức ăn. Em chi các. L1B là cái gì? Ôi ơi ơi. Điên à, điên à. Sao lại đáp đi nhỉ? À, bấm chuột là nó ấy. Cái gì đây? Ơ, cái thuyền của mình đâu rồi? Ơ, chết chết. Nó không quay lại các bạn ơi. Ây à, cái gì đây? Cái thuyền của ai à? Hay ra hôi cái thuyền đi nhỉ? Bây giờ mình sẽ chế một cái. Chả có gì chế được cả. Cần câu dìu sang kia đi. Bỏ con thuyền cũ. Hả, có một hòn đảo nữa rồi. Ây, gì vậy? Cá mập, fuck. Đau vãi lúa. Ê, cái này của ai vậy? Hay nha. Ơ, cái này nó đang. Mình nhặt cái gì nó chìm mất rồi. Sao bây giờ, sao bây giờ? Anh. À. Thế là phải về với cả con thuyền yêu dấu của mình. Nhưng nhặt cái can ra ngoài thế là nó chìm luôn. Tối rồi. Thôi thế này sau này không về rồi, bơi thế này cá mập mà cắn nhau thì ngu người.
Nhân vật đói gần chết rồi, có một tí thức ăn thôi, chế đồ ăn ngay. Ây, con cá mập cắn nữa, fuck. Tha cho tao, tha cho tao. Đi thuyền lại nào. Chế đồ ăn. Chả có nửa. Ây. Thôi nào. Cố lên, gần tới rồi. Sao bơi hoài không đến đi nhỉ? Vừa bơi cái thuyền vừa chạy à? Chết rồi, sắp hết thức ăn rồi. Đói meo rồi. Cố lên, lên để làm cái bếp. Ngon. Lên đuôi. Rồi. Ui, chẳng chế được gì. À đấy, chế được cái này không? Sao để ăn nhỉ? Không dùng được cái này à? Sun, water, into, breast, water, spring, cool. Đây là cái bếp à? Cái gì vậy? Hình như là sử dụng những cái này thì phải nấu mới được cơ. Mà ở trên đây thì hình như không đặt được cái bếp này, phải đặt lên trên bờ cơ. Ôi xong, mình sắp rồi. Chỉ nấu với con cá lần phát cuối nhờ. Ăn được cái hoa không? Có cái gì ăn được không? Chả ăn được gì cả. Thôi, vậy là cuộc chiến sinh tồn của mình kết thúc trong cái sự đói meo các bạn ạ. Được rồi, sắp vào lên. Đó, đó là cái tựa game Rap Survivor. Xem nào. Mình thì mình thực sự là không biết chơi cái tựa game này. Cho nên là Submarine ngay ván đầu tiên, đúng không nào? Đây các bạn thấy nhân vật trong đây rất là giàu có, trồng rau, trồng cỏ. Con thuyền rất là xịn. Có ghế ngồi luôn. Trên này có cả dưa hấu này. Xây dựng rất là tốt. Rồi, đó là lối chơi của tựa game Rap. Các bạn sẽ phải thu thập thật nhiều, sau đó thì cố gắng mà sinh tồn trên biển, kiếm hòn đảo đó và làm vua, được chưa nào? Rồi, mình sẽ ATF4 đây. Như mình đã nói thì mình sẽ sớm cập nhật cái phiên bản 1.01B cho các bạn chơi nhá. Còn bây giờ thì mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download cài đặt rồi. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt các bạn.